Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Năm mới, Tâm xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có một năm mới thật bình an, dồi dào sức khỏe và hạnh phúc vui vẻ bên gia đình nha. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu video của ngày hôm nay thôi nào. Hiện tại thì Tâm Tâm và bà mẹ quê đang có mặt trên đường Phan Đình Phùng, thành phố Cần Thơ và chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển ra ngoài hướng đại lộ Hòa Bình nha mọi người. Bởi vì hôm nay Tâm Tâm sẽ quay cho mọi người xem cảnh đêm thành phố Cần Thơ rất là đẹp, rất là lung linh luôn. Bởi vì có rất là nhiều khán giả trên kênh Gia Đình Vui Vẻ của Tâm Tâm đã yêu cầu là Tâm Tâm ơi, hãy quay cảnh đêm ở thành phố Cần Thơ cho bà con xem nha. Cho nên là Tâm Tâm nhân dịp Tết đến xuân về năm 2021, thành phố trang trí rất là đẹp luôn. Tâm Tâm sẽ quay cho mọi người chiêm ngưỡng thêm nha. Hiện tại là đêm mùng 2 Tết thì chúng ta vừa mới tham quan ở dưới bến Ninh Kiều xong. Rất là đẹp đúng không mọi người? Còn bây giờ thì mình sẽ đi lên trên đại lộ Hòa Bình nè. Ngay chỗ này là sắc xuân trên phố, mọi năm là sắc xuân miệt vườn nha. Ở đây thì có thầy Đồ Thiện Nhân viết thư pháp, rất là đẹp luôn. Tâm Tâm cũng được thầy Đồ Thiện Nhân tặng cho hai tấm thư pháp đó mọi người. Mọi người tới đây tham quan sắc xuân trên phố thì có thể nhờ thầy viết cho những cái bức thư pháp rất là đẹp, rất là hoàn hảo luôn á. Chúng ta đã đi ra tới vòng xoay đại lộ Hòa Bình rồi nè. Ở đây thì mỗi năm thì mỗi trang trí một kiểu khác nhau. Năm nay thì mình thấy rực rỡ hơn hẳn luôn đó. Vào dịp Giáng sinh năm 2020 và sau đó không lâu thì Tâm Tâm có quay và chia sẻ với mọi người hai video về đường đèn Cần Thơ và rất là chi tiết những cái ý nghĩa của từng phân đoạn trên đường đại lộ Hòa Bình luôn của đường đèn Cần Thơ năm 2021. Rất là đẹp, rất là hoành tráng và thay đổi hơn hẳn so với các năm trước luôn á mọi người. Bây giờ thì chúng ta chạy bọc theo vòng xoay này để đi trên đường đại lộ Hòa Bình và chúng ta cùng nhau ngắm cái sự hoành tráng của đèn đêm ở Cần Thơ nha. Ở ngay chỗ này, phía bên tay phải của chúng ta có một quán cà phê mới vừa mọc lên vào cuối năm 2020. Tâm Tâm và bà mẹ quê vẫn chưa có tới quán cà phê đó nữa vì nghe nói giá hơi cao chút xíu. Nhưng mà ở trong thì mình thấy mọi người đăng ảnh up lên Facebook đó, rất là đẹp luôn. Và đi vào trong, ở phía sau thì mình nhớ là có sữa đậu nành với lại khô bò, gỏi đu đủ á mọi người, cũng rất là nổi tiếng ở Cần Thơ. Hình như là ai tới Cần Thơ chơi thì cũng có ghé đó để thưởng thức hết mấy chục năm rồi, cho nên là rất là nổi tiếng luôn. Phía trước mặt chúng ta là trung tâm thương mại Sen City, Co-op-mart. Thì thường niên mỗi năm ở đó trang trí rất là đẹp luôn. Mình cũng có chia sẻ trong vài video rồi á, thì mình có quay cho mọi người xem. Ai chưa tới chụp hình check-in ở đó thì hãy mau mau tới chụp ảnh và lưu niệm lại cùng với gia đình nha, trong một cái mùa Tết hết sức là vui tươi như thế này. Mỗi năm khi mà chúng ta đi trên đường đại lộ Hòa Bình vào mùa Tết thì sẽ rất là khó di chuyển vì kẹt xe nhiều lắm. Nhưng mà năm nay do là đường hoa đã dời về dưới đường sông Hậu và đường Võ Văn Tần không có thực hiện trách nhiệm làm đường hoa, cho nên là mọi người không có ghé trên đại lộ Hòa Bình nhiều như mọi năm. Tâm Tâm nhớ là trong những năm đầu tiên mình ở Cần Thơ cho tới hiện tại luôn thì năm nào cũng vậy, đường hoa trên đường Võ Văn Tần rất là đông vui và mọi người gửi xe ở các cái điểm gửi xe khác nhau ở gần đường hoa đó. Nào là gửi ở nhà sách Phương Nam nè, gửi ở trường Chu Văn An, rồi gửi ở bên siêu thị Co-op-mart Sen City. Đủ cái điểm gửi xe để mà mình có thể gửi ở gần đó và mình di chuyển đi bộ lại đường hoa để chụp ảnh lưu niệm tham quan đường hoa. Nhưng mà năm nay thì thay đổi so với mọi năm nên làm cho đại lộ Hòa Bình trở nên thông thoáng hơn hẳn luôn đó. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi gần gần tới chỗ vòng xoay ở ngay chỗ công viên Lưu Hữu Phước nè. Công viên Lưu Hữu Phước mỗi năm thì cũng có văn nghệ, múa lân, rồi những nhiều các tiết mục khác nhau để phục vụ cho Tết. Phía bên tay phải chúng ta là nhà thiếu nhi đó, rộn ràng đông vui quá chừng luôn. Mình ghé đèn đỏ chút xíu rồi Tâm Tâm sẽ chạy thẳng xuống dưới luôn, ở dưới chỗ Vincom sáng trưng ở dưới kia kìa mọi người thấy không? Cũng rất là đẹp.
tới đây thì đây là phân đoạn đầu tiên tính theo cái chiều mà mình đi từ hướng dưới Quang Trung lên trên vòng xoay đại lộ Hòa Bình. Nhưng mà hiện tại thì gọi là phân đoạn cuối cùng của đường đèn Cần Thơ 2021 ha. Thì mình sẽ chạy trên đoạn này. Đoạn này thì mình thấy lát khá là đơn giản và không có nhiều bông hoa như ở đoạn trước, nhưng mà cũng rất là đẹp. Và đặc biệt ngay chỗ cổng chào ở nối với đường Quang Trung đó thì rất là hoành tráng và công nghệ đèn tiên tiến hiện đại hơn mọi năm rất nhiều luôn. Thì Tâm Tâm hôm trước quay nhưng mà chưa có quay kỹ ngay chỗ đó, cho nên là Tâm Tâm sẽ nhờ bà mẹ quê cameraman chuẩn xịn của chúng ta quay ngược lại để mọi người nhìn thấy nha. Nếu mà chúng ta đi vào ban ngày thì sẽ không được nhìn thấy những hình ảnh đẹp này đâu. Ban đêm á thì chỗ này sẽ có nhiều đèn hơn và đẹp hơn, tỏa sáng cả một khu vực luôn. Cổng chào ngay chỗ mà đường Quang Trung chạy qua đường 30 tháng 4 nối với lại đại lộ Hòa Bình nè mọi người. Rất là đẹp và hoành tráng. Nhìn thẳng bên kia là đường Quang Trung, chạy thẳng qua là cầu Quang Trung đó. Thì bây giờ Tâm Tâm sẽ tiếp tục di chuyển. Mọi người cùng đi với Tâm Tâm và bà mẹ quê nha. Trong những ngày mùa xuân như thế này, không khí rất là mát mẻ và trong lành, thì Tâm Tâm và bà mẹ quê cảm thấy trong lòng rất yên bình, thoải mái luôn đó. Không biết mọi người cảm thấy như thế nào ha. Tâm Tâm thì luôn hy vọng là khi mà mình chia sẻ những video như thế này tới với mọi người thì mọi người sẽ đón nhận và sẽ có giống cảm giác với lại Tâm Tâm khi mà xem nó, thì cảm thấy trong lòng thật là thoải mái luôn, thư giãn luôn và có những phút giây thật là vui vẻ bên gia đình. Đó là cái điều mà Tâm Tâm rất là thích, rất là mong khi mà mình tạo ra cái kênh YouTube này để chia sẻ cho mọi người xem. Và bà mẹ quê cũng vậy luôn đó mọi người. Bà mẹ quê còn xì tin hơn là Tâm Tâm nữa đó. À, có một điều mà Tâm Tâm muốn chia sẻ với mọi người trong video này luôn là có một số khán giả đã bình luận và hỏi Tâm Tâm á, là Cần Thơ khách sạn có hoạt động không và mọi thứ ở Cần Thơ như thế nào. Thì Tâm Tâm xin trả lời á, là khách sạn ở Cần Thơ vẫn mở cửa hoạt động bình thường nha mọi người. Mọi người có thể thoải mái tới tham quan du lịch Cần Thơ, tại vì hàng quán ở đây vẫn hoạt động rất là tốt, vẫn bình thường luôn. Cả nhà có thể thoải mái tới tham quan du lịch Cần Thơ nha. Hiện tại thì chúng ta đang di chuyển qua ngã tư Mậu Thân 30 tháng 4 và đối diện với Mậu Thân là đường Nguyễn Thị Minh Khai, một cái con đường mới mở cách đây vài năm thôi, ở kế bên chợ Xuân Khánh á. Thì Tâm Tâm chạy thẳng xuống dưới hướng Vincom để cho mọi người xem hết đoạn đường có đèn trang trí rất là đẹp này ha. Hiện tại thì chúng ta đang đi trên đường 30 tháng 4 và mình thấy có một chú này nè, bán rất là nhiều dưa hấu luôn. Thì chú bán xuyên Tết, không có nghỉ Tết luôn. Và Tâm Tâm mong là các cô chú anh chị nào có xem video của Tâm Tâm thì có thể ủng hộ cho chú ấy vài trái dưa, tại vì thấy rất là tội nghiệp luôn á mọi người. Ở phía trước này mình thấy hình như là cũng có một hai chỗ gì đó người ta bán dưa nữa nè. Họ bán xuyên Tết, không có về quê ăn Tết luôn. Thấy thương quá chừng à mọi người ơi. Nè, ngay chỗ đây nè mọi người. Thì cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã theo dõi video trên kênh Gia Đình Vui Vẻ của Tâm Tâm. Hôm nay thì Tâm Tâm chia sẻ đường đèn Cần Thơ vào năm 2021 rất là đẹp và hoành tráng trong một đêm xuân như thế này. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh Gia Đình Vui Vẻ của Tâm Tâm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip lần sau. Cả nhà yêu kênh thì hãy nhớ bấm like và share ủng hộ cho kênh nha. Và đặc biệt á, là nhớ nhấn vào cái chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất khi mà Tâm Tâm đăng video mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Bye bye.